Ui, cái chai này uống chanh vẽ này hot thật sự. Ok, hôm nay tôi sẽ dạy mọi làm cái hiệu uống chanh vẽ này nha. Bắt đầu thôi nào. Ok, đầu tiên các bạn sẽ chụp một trang giấy bất kỳ. Sau đó mọi người sẽ vào BS và chọn cho mình cái dấu cộng màu tím này. Rồi kiếm cho mình tấm hình trang giấy mà các bạn vừa chụp lúc nãy. Rồi chọn vào phần công cụ thêm ảnh và kiếm cái tấm hình mà chúng ta muốn vẽ vào. Tiếp đến mọi người sẽ chọn phần công cụ có tên là hiệu ứng. Thì trong phần phép thuật mọi người chọn phần cách chi này cho mình nhé. Ok rồi, bây giờ thì nhấn vào áp dụng. Kế tiếp là đến với công cụ là điều chỉnh. Thì mọi người sẽ kéo cái phần độ bão hòa này, kéo hết cho mình xuống là -100 nha mọi người. Rồi thì nhấn tiếp vào áp dụng. Ok, và tiếp theo thì chọn vào công cụ hòa trộn. Rồi mọi người sẽ chọn phần có tên là nhiều lớp thì tấm hình của mình sẽ được hòa trộn với trang giấy. Và đến bước cuối cùng mọi người sẽ chọn phần cục gom này. Sau đó thì chọn vào một cá nhân để cho nó tự xóa phần của mình. Để kỹ hơn thì mọi người lại chọn vào công cụ xóa và xóa đi những phần chi tiết thừa của tấm ảnh. Ok, vậy là xong rồi đó. Và kết quả này. Cô chơi thì không có tách bình trời luôn nha.